Chào đại tí. Chào đại tí nha. Nay đem ăn ra tới nữa rồi đại tí ơi. Cái này nó là thối tướng. Dạ. Thối tướng luôn hả cô? Thối tướng hả? Ừ. Đồ ăn quá nhiều không biết đi ăn hết không đây nữa nè. Quá, rồi rồi đem đồ ăn vô bịch nữa nè. Quá trời nhiều luôn nè. Dữ dữ vậy con. Rồi cái này là nước nha, nước thốt lốt nha, bữa nay mua cho đại tí thốt lốt nha. Ăn mấy kia mà chè kia nọ nó à, ngán quá. Bữa nay bà đãi nữa nè. Đổi là thốt lốt đi. Ok. Ok. Làm chính chính. Thương người không thương mình. Bà không có rượu, rượu này là mà cần uống chứ sao. Bà không có nhậu, bà chỉ đứng mặt hết thôi. Mình mới thấy sơn thôi bà. Ừ. Bà từ miền Đông xa xôi lặn lại đến đây này. Ồ, bà. Từ chốn xa em tìm đến đây. Quá dữ. Em tìm đến đây để làm gì? Cô tìm mà đến là đại tí ha, hay gì cô? Tao mới nói sao cả tao mà. Dạ, cô tìm mà đại tí có việc gì không cô? Nó tí tao chuột mà. Dạ. Yeah. Thôi con, nó nói dẫn thì dẫn đi vô thôi. Quá ăn này quá ngon rồi. Nó chưa mua vô đãi đi chứ. Dạ, mua vô bữa nay đãi đại tí luôn rồi. Bà đó. Biết mà, bà biết, ta đang cần cái gì? Dạ. Mình xác nó không biết, tao kêu mua nó mua hết tiền của nó rồi. Ủa vậy đoạn này còn bên ngoài không ạ? Ừ. Thì của con bên Campuchia tặng cho huynh huynh của ngoài không á con. Dân chung, không có tính tiền bạc. Vô rồi, có cái phần dưỡng xác rồi. Còn bên đây là của vô phần USA, Canada, giữa Úc Tươi, Pháp, đồ thi sĩ rồi đó. Còn nước ngoài mà dữ dữ rồi. Nước ngoài luôn rồi, nước ngoài biết rồi mà. Quá dữ luôn rồi, tí nữa quá dữ luôn. Còn nước bấm. Ta đăng lên, người ta quay video lên, còn nước ngoài biết không rồi. Chứ Việt Nam, cái gì ba tới cả Việt Nam đến ngoài luôn nha. Việt Nam nước ngoài. Việt Nam nước ngoài, Việt Nam Campuchia, Việt Nam nước ngoài. Cái ngon miệng hoàn thử. À, hoàn thử. Sống rồi, đa mới nãy mà mua cái năm đi. Biết lại thấy ăn cái món đó đó hả? Ồ kìa, mình xếp một đêm quá, đúng rồi. Tôi đang chạy theo rồi, ai nhắn tin qua tổng đài không biết. Nè, tự nhiên cái tôi ghé tôi mua rồi, tôi không biết đâu, cứ ghé đâu, tôi ghé lại hơn hơn rồi cuối cùng. Wow, cái này... Theo ý của ổng ở đây nè. Mình đâu có biết gì đâu, ghé đại mua được rồi. Ừ. Rồi, anh Hồng với anh Âm đó đó, còn em gót vô bọc, em uống luôn. Ừ, đúng rồi, người quá kì. Ok. Năm qua. Ừ. Năm qua. Đồ này ăn hết đâu ha. Ba Pakistan đi. Bữa nay là dữ lắm mà quý vị. Luôn. Rồi chiều tiếp tục mua dịch quay vô tiếp nữa nghe đi tí. Bữa nay đổi chiều nay đổi món gì nè đi tí ơi. Hai cái canh. Hai cái canh ha. Tao không biết là, tao nói được rồi, mày là tao làm. Cô ba, tại sao mà cô ba ngồi bắt mà cô ba về phải gấp gấp về thăm đệ tí là như thế nào cô ba? Hả? Tao đâu có biết đâu, thì ngoài nó đi, tao đi theo nó. Ồ, vậy hả? Ngoài bắt nó mới về. Đó là Bình Châu, Bình Châu... Miền Đông Nam Bộ. Miền Đông, Miền Đông Nam Bộ. Đó con. Vũ Hồng Bọc em lấy mẹ. Người ta đổ cái này á, ngầm mắt thật sáng. Dạ, sáng không ạ? Sáng. Ồ. Vô rồi, lấy nữa. Thật lâu uống ngon quá bà. Không có đem giấy như giấy chùa miệng của bà là bà bỏ quẩy rồi không đem thơm. Thơm quá hả? Ờ. Mời đại tí nghe, mời cả nhà đi. Tại vì đại tí có mời cả nhà chưa? Cái này mở làm sao, ba không phải người Việt Nam. Tôi không ngờ mà tôi làm cái bàn này. Cái này mở cho cô. Mà tôi bỏ mấy tháng trời. Tôi biết làm đá được sao tôi không làm. Không, bạn có được ra đây. Đây cái tặng này cô ơi. Nhưng chắc không ai biết người này. Tặng này của ai không? Dạ. Bé quê. Cô nói gì cô? Đi dân đất. Đi dân đất hả? Bỏ lung tung lại, tôi làm vậy đó. Dạ. Tiếp cái này vậy giờ. Nhân tức là tiếng mình không rồi về đây đó hả? Vô dân tập thái luôn. Ừ. Quá nhiều vậy ta. Dân đi rắc luôn. Cô nói dân rắc luôn. Vậy là hôm nay cái bàn này là cái bàn
Hội bằng đạo đây. Hội Linh. Hội Linh Căng hay vậy? Hết Linh nè, đi chỗ khác. Cái này ba không dám nói chuyện hội. Cái này là chắc là hội Long Ăn quá. Hội Long Ăn. Ờ đúng rồi. Đừng nói thì mình tổ chức thì mình ăn nè. Con biết cái xong ăn cái đòi nè. Anh Hùng bún nè. Ờ có đó ờ. Bún hai hộp này nè, còn cơm thì cái này nè. Để tí dùng cơm nè. Ở đây không có cái cây tâm nữa trơn nè. Cái cây đồ của nhà hàng. Cây gấp độ của nhà hàng không có cây nữa trơn. À, không có. Nên đồ quá ngon à. Người hợp hợp đó. Cái món gì dùng cái này. Để cứ việc tự nhiên đi. Mình uống rượu chứ mà. Cái chuyện này. Bà con bên nước ngoài bên ăn cơm rượu của quê hương mình không? Đây ẩm thực của miền Tây Nam Bộ đây. Đây là cơm rượu hả? Ừ, cơm rượu. Ừ, ngon quá ta. Mình là quốc tế mà. Mình là quốc tế mình đang bước sang Việt Nam. Mình phải uống rượu đi. Đúng không? Ok. Có cái vụ này nữa hả cô Hoàng? Có nữa. Mấy linh hồn mà ngày xưa mà uống rượu chết đó, họ đã khổ đói thèm rượu cho họ uống rượu. Chứ có gì đâu. Hoài đẹp trai vậy. Nếu mình thương họ mình cho uống thôi. Đẹp trai cỡ mày đó tao đâu có biết. Dữ vậy coi chừng đổ ra ngoài con. Từ từ thôi. Từ từ thôi con. Để tí ăn đi. Muỗng ăn đi, muỗng ăn. Ngon quá là tí nó làm đổ không? À, sao ăn chung luôn anh Hoàng? Lấy cái muỗng này cho anh Hoàng nó ăn này cho nó nè. Dạ nó ăn bún kìa, cái bún chưa? Lại không cũng ra một cái video của up lên rồi. Up lên YouTube rồi người ta chờ chữ không chụm không hai câu vậy. Giờ qua kết cái ăn uống. Dạ nó gỡ lại. Nha. Dạ. Con tới con. À, cái này mua cơm cho cái phần này của cô nè, phần cơm này dưới này của cô nè. Cái gì hả? Cô bà. Dạ. Cũng cái gì á? Này, này này. À, bà Âm Dương. Rồi. Bà Âm Dương. Bà Âm Dương. Dùng nha. Rồi. Quá ngon rồi. Cục đu chay kìa. Cái con hết răng rồi ông ơi. Ông cho con cái móng tay đó ông đi. Điều không? Ừ. Để gì không nó thử móng tay lên là móng tay quyền vậy như là lùn có mà mượn lỡ gãy của người ta thì có đi tí mà trên trời móng tay á giống như cái cột thì có đi tí đó thì thêm bây giờ chứ móng tay học dịch đâu thức móng tay coi như là hết một cải đàn năm châu nó phải một móng ngon quá phúc mừng ngon không có gì quý là học dịch kia hết. Em không? Em. Em mà ăn cái nữa đi. Ăn bên này là của ông bên này. Không, ông để tí ngon ngoài lấy cho để tí ăn. Ăn chung bà 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 ăn chung giảm hả? Vậy mình mua cái kèo mua cái bằng mũ chứ mấy đứa. Rồi, hết ngủ được ngủ chứ đâu có cả. Rồi, cơm luôn đi, đồ nóng này để xíu nữa người hết ăn nè. Người ăn ngon đâu. Giảm ngủ, bỏ cái ngay đi. Không có mua gì được chân có chi dùng này. Đi. Dịch quay giờ chịu mới có được tí không? Không ăn. Ừ, không ai dịch quay nữa rồi. Nghĩ hả? Cô Tâm, cô xem trong người trong này có gì không? Ông hành của quyền, của người đúng không? Ừ, nhờ cô Tâm coi. Quyền ta tự người ta xử lý con cháu nữa ha. Ừ. Ngồi ăn nữa ha. Nó đi một con, nó có hai con đường của nó. Hai đường luôn ha. Hai đường.
Đi vô không? À, nước mắm chan vô tôi tí. Này nước mắm vô. Con đường thứ ba là anh bỏ trốn Việt Nam luôn. Thì con đường thứ nhất, con đường thứ hai. Con đường nó lộ ra. Trời chuyện của ta là thua. Rồi tao nói nó có một cái sự liên quan mật thiết. Nếu như mà... Thôi thằng nó. Cũng lộ rồi, chút chút rồi. Thôi đi. Cái đường dây của người ta đó. Mai mốt là có một quái vật nó xuất hiện tại đỉnh sơn. Quái vật. Quái vật hả? Gây sự ảnh hưởng thì đẩy núi luôn hả con Tâm? Không biết rồi. Không có lộ ra. Bà cái gì cũng lộ không lộ, cứ nhấp 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 hoài là khán giả người ta thò mò, người ta muốn nghe. Mai mốt cái. Nè, nói nè. Mai mốt hả? Mai mốt hả? Mai mốt hả? Mai mốt hả? Nói trước luôn đó. Bà thấy bà nói là có mai mốt có rồi đó. Là cái lộ cơ rồi. Cơ lộ rồi vậy mà chữa lại hả? Nhưng mà không biết đối tượng nào làm việc gì ha. Thì đúng rồi bà nói là không biết nó làm gì, nó là quái vật. Có cái ông nữa ở trần trong nó mới ghê. Ông nó dữ. Ông mà ở chơi cái gì mà cái chân ấy đi không biết ông gì quên không? Ông Tăng mỏi cằn nhẽ quên quên nhỉ, không có vô đây không đưa cho hai cái bánh để trời nó à, cũng mà để tóc dài nữa à, cũng tóc dài giống à, như đời. Bây giờ cái móng tay người ta hồng lại rồi nè, mà kêu ông nghỉ rồi, kêu ông okay. Kêu ông nghỉ hành rồi, ông cũng tóc dài như đệ, ông ở trần đi lang thang ngoài đường mang nguyên cái bọc bỏ đồ quần áo vô luôn á, cái bọc cũng nha, ông đệ tí đứng thấy không, ông đang nói chuyện với đệ tí. Cô không thấy là tôi về quê một năm mà cô mới lên, cô không thấy đâu. Để tí đứng đó thấy được. Rồi ông cũng tóc dày gì gì, quắn quắn, cái đầu quắn mà ông mang cái túi đi lang thang bể núi. Nhưng mà pháp môn tu ông là ngồi thiền. Ông nói cũng đúng. Vậy đó, giống cho ông ngồi thiền, cái chuyện của ông đó mình không có thấy. Mà cái mà cho có điểm, cái chân nó đau. Cho nó chụp chân chơi. Sao? Không có mày, không chỉ cho ông cho một kẹo dạ. Cô ăn chay giò ớt luôn vậy cô? Ăn đi cô, là cô ăn đi. Nước thốt nốt của bà con ơi, thốt nốt miền Tây nha, chỉ có chú An Giang mới nhiều. Bà không uống lạnh được đâu, uống đi. Muốn đợi đây cho đợi tí à, đợi qua bên đợi tí. Có được mà. Để uống hồi hết rồi. Có chưa? Đã qua bên đợi tí đi cho con. Nào mời cô Tâm dùng đi. Thôi con không ăn. Cô uống, để cô uống. Cô không uống lạnh được, hồi cô uống nước suối à, nước suối nhóc á. Rồi chờ chờ lấy cái đổ giờ nên đi ai được chờ chờ không sao đâu. Gì dòm có mấy tình thương nhân loại khắp thế giới đại đồng, hai dâu nó nằm đây sống gì hai mừng hai đứa dâu nó nằm đây hai cái cảnh này ngon lành lắm hai đứa. Nhưng mà con người nó vẫn thiếu. Như cậu thì cậu có chiều tròn, chiều ngang mà cậu thiếu chiều cao. Cái cháu con nó đặt rồi. Nãy cô ba nói là để tí quá cao mà lại gần hơi gần á. Con cao có 1m61 chứ nhiều. Để tí cao 1m6 rồi, để tí lùng con tí á.
Chẳng phải con có bề ngang hơn, nhìn nó là tại ổng có cái dáng giống như con gái đứng ở xa. Ủa làm hết luôn ơi. Để gần cao lén. Người nữ hay cao lén lắm, ông này giống như con gái cao lén. Kỳ gì vậy? Sát hổ thì nam. Không có thể là cô nhận định được mà. Con đừng có tìm hiểu sắc tộc con ta nha. Đi sao con? Hiện tại mình đang ở Việt Nam đúng không? Có ăn là được rồi. Có ăn nó ngủ được rồi. Bà con của huyện mình bên nước ngoài cho nó mạnh quân cũng là bà con của huyện nhà mình cho. Nhận đây là ăn đồ của huyện mình. Có ăn cái gì vậy? Họ đặt như tâm cho chút tình thương đó. Chị mấy gì ăn nãy nha. Rồi cô Tâm dùng đi. Cái muỗng, con cá. Đổ muỗng nó cục. Mình gọn lại không? Dễ gì mà có bữa đẹp hôm nay, bữa nay là tháng 7 Du Lan. Chỉ tháng 7 Du Lan không mà cười. Tháng 7 Du Lan. Ừ. Rồi gì nào lễ Phật Đản Thanh. Giờ không có Đản Thanh nữa. Mà cái gì tháng 4. Tháng 12 giảng pháp. Không có tu không tí. Không có tu hành bình thường á. Không có tu không tí. Không có nước mắm hả? Hết rồi con. Nó chăn vô cơm nó gọi đây là nước mắm nè. Đó. Nó lấy nước tương nó đi. Nước tương ăn không dịp. Bà không biết ai mà bà ăn mặn. Ăn mặn mà bà ăn uống tự nhiên nha. Con cuốn chả giò nó mà không ăn. Ai tá vô được người khác tá vô không ăn nữa. Rồi đi tí ăn ly chè đi. Chè nào ăn ly đi tí. Chè ngon lắm đi tí. Bữa nay vô nó bổ khỏe, mát mẻ. Bữa nay là mua chè đậu xanh đó. Ăn chén đậu xanh đi, đậu trên cành đó, không có đậu cái đất đâu. Chim. Có đây có một chim. Ở đây người ta quay bà lão là chứ không quay ập lỡ trúng là cũng không sao, mình ngồi ăn mà. Đâu có kêu ông nấu gì đâu. Con này bây giờ ai cũng biết mặt con sát hết trơn. Mà có một người không biết mặt. Ai con? Biết mặt có biết hai mắt được rồi đúng không? Đúng không? Cô bà nói tiếng Thiên à tụi cô bà qua. Tiếng Thiên cái gì? Tiếng Thiên. Sao giờ tao nói tiếng Miên à? Dạ nói tiếng Miên rồi. Là tới tiếp nhận liền. Không dám, đâu biết người ta ai em vậy. À gì à? Nó thái vậy, cái gì cũng có chứ. Cô ba có thể xem mình biết được khi nào ổng khỏe lại thôi cũng được rồi. Đó hả? Ừ. Ổng đi đây đây đi đó. Từ từ. Từ từ hả? Từ từ mới được. Ừ. Do nó của quyền thất tổ của cậu. Bởi vậy nó do của quyền nhà người ta chứ hở thầy bốc vô phỏng tay chết luôn. Vậy hai con. Cho hành ngày với bà quản lý gì đó nó bùng nổ tại nó cấm dẫu lắm, bóc vô thử cái đi. Bà quản lý sao rồi? Chở về cắt bụi rồi. Chờ năm mùa không? Năm mùa không? Còn ngoài đình rồi đó. Đình thấy dơ mình hả? Ừ. Bà nó không trò chuyện với em trai. Ở đâu thấy nó? Ăn được chưa? Tao cũng chịu ăn cá lóc thôi vậy. Có cá chiên con. Không có ăn đi. Ăn cái đó quý lắm á, ăn đi cho có sức khỏe rồi mà đi. Cô ăn. Cô không ăn. Nếu ăn cái đó, cô mừng cho con thôi. Cái này là cái chơi. Cô ăn đi, cô không ăn được. Cô nói cô không ăn được mà, cô nói một lời thôi, cô đâu có nói đi nói lại con. Dạ, cô ăn được ha. Thấy cô thấy ăn cái đó hay mấy vậy? Cô nói một lời thôi, cô không nói đi nói lại. Ngon quá. Để thấy nãy giờ có mời cả nhà ăn chưa? Có
Dạ. Cái này đang á ha bà. Dạ. Đúng không? Bóng biển là nhà. Mình đã là con người rồi, mình chung một bầu trời, chung một quả đất. Dù có ở đâu cũng được, Âu Châu cũng nên một nhà. Mình đã nhau cái gì đó cho nó lịch sự, cho nó quý giá. Không có lập gì nào, đã thế giới mình. Người ta không biết bao nhiêu kiếp nữa, người ta sẵn sàng để muộn. Mới có bao nhiêu năm thôi. Mà cho nên bà bị hút hết tiền điện của bà. Ở đây nó không có sức hút, hút hết năng lực của bà, năng lượng của bà. Sao à, bà nói sao hút hết năng lượng của bà là sao bà? Là sao hút hết năng lượng của bà? Thì đó, bà hút luôn. Ai hút ai hút bà? Cái phép này nó... Thôi, không nói không lộ luôn. Lộ lộ một chút cô bà. Bà nói đây để tiếp sức, tiếp là có năng lượng cho cái cậu này. Bà nói đây bà có mặt được. Ừ, bà lấy trẻ, đó, trẻ đó, trẻ ha. Cái năng lượng. Lấy cái ly để ở đây để đổ vậy anh Lâm. Đổ nè. Tại vì cái xác người ta còn nhỏ tuổi. Không đủ sức chịu đựng. Đổ vào đây. Có đinh như búa nè mà đóng phổi. Bà hát cười. Chưa người ta hiểu. Thôi bà, hát, bà hút thuốc cho bà hát vài câu tặng khán giả trên mạng cô Tâm. Mình nói chuyện người ta nghe người ta hiểu hết trơn. Ảnh nghe ảnh thành thâm biến quá nhất. Ủa quyền ảnh ghê gớm hết đó. Tại cái xác thì quý vị nhìn vậy thôi chứ bên trong ghê lắm á. Thằng cơ dịu đón luôn phải không? Biết luôn phải không luôn hả? Vậy sao? Đây. Không, để tí mấy đứa cô ăn rồi cô hút đó. Ăn cái đó tốt lắm á. Cái đó bự chứ quá tốt lắm. Không có đau bà bự đó. Nó chè, quê gì đó. Chè đen rồi đỏ nó ngon, bổ lắm. Nó cho móng tay màu hồng rồi đó. Móng tay hồng lên giống như người ta đánh con sao đánh phấn nghệ sĩ như thằng không. Bà ăn hả bà? Tại con cũng no rồi. Mà bây giờ tới giờ nói chuyện nhớ con của Quyền. Nó mắt sáng lòng lành thế hả không cần. Cái thân bạn của bác Tâm chú ý nhớ lắm. Mình được mọi người thích không quý lắm. Đời ta phải sống như thế này là có Quyền rất là buồn. Sinh ra vậy có đúng nghĩa lý của trời đất không? Thôi kệ đi cái duyên của mình. Còn có cái ca còn vào đường sâu khổ hạnh mà. Nhưng mà đáng tiếc là cái xác của quý vị á còn đã nữa quá, còn nhỏ quá. Như hoài này như hoài. Nó đang ngồi nó chiếu phim á.
quay phim á. Mà hai người này chứ không nghe gì đâu. Gì để thấy? Nói gì ạ? À? Nói gì? Nói hai huynh là không có nghi gì hết. Cái gì? Bao gì? Cái này xôi. Mất. Cái này xôi nào phải không? Bữa chiều ăn gì, bữa chiều cậu ăn gì, chúng bao để dành buổi chiều đi. Đây còn hai cái nè, hai cái bao nữa kìa.